Đây là chiếc Hyundai Sonata nha anh em. Đó, bà con nào mà đang có nhu cầu muốn mua chiếc xe Hyundai Sonata này thì hãy liên hệ trực tiếp với ô tô Văn nha. Đó, với cái giá rất là rẻ luôn, xe đời cao, form dáng đẹp, giá chỉ có hơn 200 triệu là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Và xe này anh em bà con nào mà kết hãy liên hệ trực tiếp bên ô tô Anh nha, theo số điện thoại 077 5522 nha. Rồi. Xe này đời nó nhiêu ta? Đưa đưa cái giấy kia giấy bán luôn. Xe này sản xuất 2009 luôn á. Nó phân khúc của Camry mà. Toyota. 2009 đăng ký lên 10 giá 280 triệu. Nó là cái gì nữa? Đây là sách bảo dưỡng hãng, xe này của giám đốc công ty vận tải. Đi nè. Này là cái gì đây? Cái rắc riêng của nó có cái đầu đĩa mới vừa nâng cấp, cái đầu Android nè, riêng của nó là cái đầu đĩa mình về mới gắn. Cái này là cái giấy tờ của nó luôn hả? Đấy, cái này là xe mới tao mua là nó có nè, cái bảo dưỡng hãng sắt của nó nè. Ghế da mới luôn hả? Da còn đẹp. Mua nó có sẵn á, mình cũng biết ghế trong nó còn nỉ hay không nữa. Mua là nó có sẵn vậy luôn nè. Hình như nó có nỉ sao á, cảm giác nó sợ sợ trong này. Cái lãi nhẹ không? Nhẹ chứ. Mày chạy ngon lắm á. Máy 2 chấm à, 2.0. Số sàn. Bản đồ luôn hả? Đầy đủ, màn hình này đôi xịn nè. Có bản đồ luôn. Này đi đâu xa là bật vô là có luôn. Đi là luôn tung nhiều chiếc xe đó. Cốp mở đi. Nhất anh cái cốp luôn anh xem coi ha. Xe là rất là chuẩn luôn ha anh chị em bà con ha. Nếu anh em bà con nào thích thì liên hệ trực tiếp bên ô tô Hoan ha. Mở cái đít cốp anh luôn. Cốp điện hả? Cái đầu riêng của nó, đầu này nè, mình mới được cắp lên đó, đầu riêng nó còn rồi. Cái nắp mặt máy còn rồi, tháo ra để dễ vệ sinh. Cái nắp mặt máy này hả? Nắp nhựa để che. À, còn cái này là cái gì đây? Cái này là cái lốp để chống nóng. Dây con rò của nó người ta mua để mua sẵn. Quá trời đồ anh xem. Mình gọi cái này cái cốp điện đúng không? Không, mình giật lên là nó nhảy ra rồi bắt đầu đẩy lên thôi. Đấy, không phải là tự nó bend lên, bấm nút cái này nó bung ra nó đẩy lên nè. Cốp này còn nguyên đâu bị lỗi đâu, tin nguyên rồi. Đầu đít tin nguyên rồi hả? Đầu đít tin nguyên luôn chị em ha. Không có dấu lỗi không? Không biết bà con quay bằng cái điện thoại, em biết bà con xem có rõ không à? Anh em bà con nào ví dụ đang xem kênh trực tiếp ô tô của anh, hãy cho mình có like và đăng ký chia sẻ của mình nha. Nên là camera. Camera đèn led quá trời, mười mấy mắt luôn. Gầm rất là đẹp luôn. Góc cạnh nó còn rất là chuẩn luôn. Vỏ nó xài vỏ Michelin. Mâm 16 bằng cái Camry luôn.
trông rất là đẹp và sạch. Trời, cái không gần cái không gian góc của góc này rộng thiệt nhé, để rất là nhiều đồ luôn, giỏ sách mình bỏ lên là thoải mái luôn, nhìn thấy không, rất là rộng, thêm để rất là rộng, tha hồ để luôn, thấy không, xích đeo rất là tốt. Mở cốp lên, này bên Pháp Anh cũng bãi nha, này cũng heo. Chuẩn luôn. Cao su trên góc này rất là đẹp. Máy nổ. Máy rất là sạch. Tất cả những cái chi tiết nhựa nè, góc trong của xe nè. Anh em nhìn thấy không? Không có dấu nào bị lỗi, nên nhìn thấy rõ không? Nhìn thấy những cái nhựa và những cái tất cả những cái chi tiết đồ nó rất là đẹp. Nhóc trong không có cái dấu tích nữa ha. Nếu mà có bị đụng là thường là mấy ngày bứt hết rồi, không còn những cái ngấn này đâu, những cái đinh bấm này cũng không còn đâu anh chị em. Này pin cho xe luôn, rất là chuẩn ha. Bình còn mới, xe này thì thôi anh sẽ cam đoan với chị em thôi, không có bị ngập nước gì đâu, rất là chuẩn luôn. Như mấy cái mẫu xe như thế này mà đi mua, mà thật sự mà đi mua mà kiếm mà để ngập nước thì không nên thôi, tại cái xe này tầm giá tiền cao mà, nhìn thấy không, nhìn thấy không. Cái xe mở cốp bằng điện nè, với bằng xăng nè, nằm hết đây nè. Kính bấm lên xuống rất là mượt anh chị em ơi. Đây nó bị sần sần chút xíu nè. Là do cái sơn zin của nó lâu ngày quá nó bị thôi, chứ không phải là gì đâu nha anh chị em bà con. Vì xe này thì thật sự những cái ghế này nó không có bằng điện, nó sẽ bằng cơ ha. Ví dụ như mình nâng lên là mình kéo thêm, nó sẽ lên từ từ ha. Hạ xuống rồi. Chứ nó không có gì những cái xe khác. Còn cái này mình nghĩ là cái cổ số tay ha. Mình thử cái tay lái ha. Tư thế xe này ngồi rất là êm ha. Thử tôi ba. Dạ. Tay mặt. Cái tư thế của cái xe này ngồi rất là êm luôn và chuẩn luôn nha chị. Cái này là cái gập gù á. Km xe này đi 243.000 ha anh em ha. Xe này thì có lock khóa ha. Kèn rất là to luôn. Cái tất cả những cái chi tiết của mấy cái này nó còn ok hết ha anh em ha. Chân này thì bằng nỉ, người ta bọc mi lông hết rồi ha anh em ha. Đó, anh em bà con nào ví dụ như đang có nhu cầu muốn sở hữu cái xe này thì hãy liên hệ trực tiếp bên ô tô Pháp Anh nha, để mang cái xe này về đi gia đình. Đó, anh em bà con nào thấy hay nhớ đăng ký và chia sẻ của mình nha, để ví dụ như là bà con đang có cái xe nào mà đời thấp, ví dụ như là muốn nâng cấp lên, muốn mua một chiếc xe để đi gia đình mình, thì anh em bà con hãy xem xe này coi có thể là mua được không, có thể là để đi cho gia đình mình hay không nha. Thì xe này thì bốn cái vỏ là xài vỏ Michelin, cho nên là mình thấy cái xe nó cũng khá là ok. Và sơn là cái màu sơn này rất là độc luôn,
đẹp nữa, màu lạ nữa. Màu rin của nó luôn. Đúng rồi, mỏ màu rin mà. Xe này được chủ người ta làm lại nhưng mà nhìn như zin luôn. Nếu mà thật sự con không nói là sơn zin thì hoặc là sơn lô bà con cũng không hề biết đâu. Nhìn thấy là mình thấy mê rồi. Cái màu rất là đẹp. Cái này đâu phải là màu bạc đâu nhỉ? Nó màu bạc á anh. Bạc bạc, bạc, bạc mình. Giống như mấy cái bạc Mazda giờ. Ừ, rất là đẹp. Nó đèn là đèn bi luôn ha. Thì anh em bà con ví dụ như là xem cái xe này coi. Có thể là mang về đi gia đình được hay không ha. Nếu mà được thì hãy đến trực tiếp xem xe này. Nếu mà không tin tưởng ô tô của anh thì có thể là sẽ kêu thợ hoặc là nhờ một anh em nào đó nó biết về xe này, hãy đến trực tiếp xem thử coi cái xe này mua đi được hay không nha. Thôi bye bye, hẹn gặp tất cả bà con nha.